Đúng 0 giờ ngày 28 tháng 2 theo giờ Hàn Quốc, BTS đã phát hành phiên bản chính thức thứ hai của MV On, bài chủ đề của album Map of the Soul 7. Nếu video On Kinetic Manifesto Fame Comprima ra mắt vào ngày 21 trước đó tập trung khoe vũ đạo của 7 chàng trai, thì phiên bản MV mới chú trọng vào những ý nghĩa biểu tượng của ca khúc. MV được đầu tư công phu với những cảnh quay ngoài trời. Câu chuyện của BTS mở đầu với khung cảnh tăng tốc trên thảo nguyên rộng lớn và dường như 7 chàng trai là một trong những người duy nhất còn tồn tại và họ đấu tranh để đem lại sự sống cho mảnh đất này. Khi áp dụng hình thức công chiếu trực tiếp trên YouTube, MV On đã đạt gần 1,6 triệu lượt xem trực tuyến, phá vỡ kỷ lục công chiếu thế giới Blackpink trước đó với MV Celtic Love. Trước đó, BTS cũng gây bất ngờ khi tổ chức quảng bá album bằng cách livestream trực tuyến. Quyết định này bắt nguồn từ việc dịch virus corona đang bùng phát tại Hàn Quốc, nên nhóm mong muốn sẽ hạn chế tối đa việc tập trung đông khán giả, ngăn ngừa dịch lây lan.